anh Tài anh cũng nói là cái gốc khế này qua cũng hai đời người nha, nhưng mà nghe cũng kể lại là cây khế này lúc trước á, cũng có cái bà của chú thì đó là cây thấy bự cao quá, chặt ngang rồi kiết cái cây nó kiết là nó u lần gì nè, nó cột của hãng 190 năm. Cái này cũng giữ nè, đây đây có cây này là gì, quá trời gốc luôn, quá trời nắng ở đâu ngồi giữa mà nắng bán luôn vậy đó hả? Không à, che cái kết thì lên cho mát mát bán vậy. Bông xài gì này, món này thấy bông tròn nhỏ nhỏ chứ nó có giá như vậy. Còn rồi chung tình TV mến chào quý cô chú anh chị các bạn, bữa nay mình rất vui gặp lại trên video là mình quay cái đường hoa là phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Đường này đường Tây Nam Bộ nghe quý vị, cặp sông Cần Thơ. Năm nay á là thì vẫn bán hoa kiển á, mấy năm rồi á thì tập trung ở dưới bến Ninh Kiều. Năm nay bà con tập trung dưới này khá đông nha, các tỉnh là cũng dần tập trung ở đây, bà con buôn bán ở đây các loại nhiều hoa kiển. Rồi mình quay cũng gần Tết rồi, mình quay gửi đến cho chia sẻ cho bà con xem coi bà con buôn bán hoa kiển như thế nào nha. Coi bà con năm nay coi cái đi mua, cái lượng khách mua coi có đông hay không. Bữa nay mình cũng đi hơi sớm rồi nghe nói vậy. Cái này đi sớm rồi, cái khách đi mua cái này cũng hơi ít nè. Hôm nay mai chỗ đều quá vậy. Hôm nay ở thành phố Cần Thơ này tập kết cũng nghe cũng hai chỗ gì đó vậy, dưới cái đường Tây Nam Bộ này, dưới cái xuống ở dưới cái bờ hồ á, cũng tập kết với một số nha. Mình cũng nghe nguồn thông tin là cái người dân, mình hỏi người dân, dân nói là tập kết với này là năm đầu tiên. Wow, bông hoa bông hồng vậy là 50k một chậu. Rồi để giá cho nghe gì ơi, trong là 85 ngàn. Rồi bông trắng thọ loại bông gì đây là cũng 25 ngàn chậu. Rồi trong là một cặp 150. Rồi cũng để bán giá chân cho cũng bà con ra cũng dễ mua. Ba bông giấy là cũng đẹp quá vậy. Rồi đây cũng hai bên đường nha, rồi bên kia nữa, kết bên kia nó cũng rất nhiều nha. À, có cây mai gốc quá trời đẹp quá vậy, quá trời bự. À, bộ rễ nè, ở đây cái chia nhánh ra đây qua như thêm cây nữa như vậy. À, cũng hình lạ nha, ai cũng gốc bự không gì. Cây chơi cây vú sữa rồi dữ quá, vú sữa quá đẹp quá vậy. Vú sữa này nhìn cũng hơi lạ mắt nha. Rồi có phía trong, ở phía trong phước trong có cây mai quá trời là đẹp quá vậy. Mình vô mình quay chia sẻ cho quý vị xem. Cái gốc lô đế này cũng dữ nè. Đây đây có cây này là gì, quá trời gốc luôn, quá trời bồ đế luôn vậy. Rồi tán là bụng rau như ta tán bằng dù gì quá trời đẹp vậy. Đây không có chủ đâu, có chủ đây mình hỏi mà chủ một hai giá mấy cây mai bự bự này cho cái gì biết giá, mà đây không có chủ đây. Wow, mấy cây mai gốc đẹp đẹp không. Ông chủ này đâu hả ta? Cái nhà tẩn hả? Của chú nhà đang có bán chứ không phải của mấy người lái bán hả? Lái bán. Dạ. Yeah. Không có chồng hả? Họ bán đây mà đi mà trốn trong mát luôn. Ồ có hai gốc sữa quá dữ vậy. Đây gốc mình tản, mà đây gốc mình tản gốc nữa.
sữa là gốc đẹp nè. Rồi, mai 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 kiến thủy. Rồi mày cây này cây nhiệt quế gì. Ờ, à, cây sung rồi vậy. Rồi hôm nay bà con đây buôn bán bông hoa kiển rồi tập kết, lúc này xa chợ quá vậy. Xa chợ quá không biết người dân sao đây có đi xuống tới này mua không biết nữa. Hôm nay thấy mà mai chừng bán nhiều quá vậy. Mai hôm nay thấy cây đẹp đẹp không? Cúc pha lê, wow, cúc pha lê à. Chậu bữa không vậy? Vườn mai Nguyễn Tuấn. Để bán số thì để số điện thoại cho em. Ai mua liên hệ. Rồi, mai này bán quá bự kia vậy. Rồi, có gốc mai này bộ đế đẹp quá. Kéo sơn lại. Mấy mai này của anh hả anh ruột hả? Dạ, cho quay chia sẻ chút nghe, nguyên vườn trong của anh luôn hả? Dạ, ở trong của người ta hả? Wow, mấy con mai này có bộ đế rồi giữ ra là mắc ha. Năm nay là bán được không anh ruột? Dạ này mới này cũng hả đây, xem nhiều ha. Này bán mai không có bán bông hoa cái gì không? Dạ. Mấy gốc là hai gốc trước là xin giá rồi được không? Dạ, được. Cái gốc bên đây là 7-9 triệu là hả anh ruột? Wow. Rồi, bộ gốc này bộ rễ dữ thiệt. Đế, bộ đế quá trời đế. 7-9 triệu rồi về. Ở gốc bên đó anh ruột? Gốc nào bên này đó hả? Wow, 15 triệu. Này con mắt mình tạo gắn vô thôi vậy. Dạ, đúng rồi. Wow. Ừ. Ừ. Cái này chơi được cái nhánh này đưa ra cái đuôi ha. Mà hình con gì rồi đây? Hả? Cái gì vậy? Hả? Hà mã hả? Trời, hay ta. Ồ, có góc này đẹp dữ kìa. Rồi, cảm ơn anh ruột. Rồi chúc anh mua mai bán đắt nha. Hôm nay mình đi quay sao mà hàng rất cũng có nhiều loại cây mai, thấy cây mai cũng lạ mắt quá vậy. Rồi, ở đây tới bông giấy rồi vậy. Điểm bán mai Tết bảy mến. Đây có cây mai gốc cũng đẹp quá nè. Gốc này nó đầm lên nó nhiều thân quá vậy. Cái thân chính nó ngã qua mà có mấy cái rễ phụ nó đầm nhánh nó đưa lên. Mai này cũng lạ mắt quá. Có con giấy này nó cũng anh này cũng ghép rồi cũng nhiều màu đẹp quá. Trắng, màu đỏ, màu cam rồi. Đầy đủ cho vậy. Wow, có bộ gốc nè. Còn nhiều bộ gốc lạ không gì. Ông giấy này gốc đẹp. Hoa nó cũng phối nhiều màu đẹp quá. Gốc đẹp không? Này cái hoa của anh hả anh ruột? Đúng rồi. Dạ. Mấy cái này nó mấy cây hoa giấy này nó bán nhiều chậu anh ruột? Trung bình khoảng mấy triệu? Từ mấy triệu đến mấy triệu? 2 triệu đến 5 triệu. Từ 2 triệu đến 5 triệu hả? Thường cây này nhiêu, trung bình cây này nhiêu? Là 4 triệu rưỡi đó hả? Cái này sao thấy nhiều màu quá, mình đi ra mình ghép hay sao anh ruột? Hả?
củ sắt ghép Mỹ mà ghép Thái. Cái ghép Thái hả? Wow, hay vậy ta. Nhiều và phối nhiều màu quá, đẹp quá ha. Hả? Gì không? Anh dài bản hả? Có cây mai gốc này nó cái rễ nó đâm nhánh nhiều quá ha. Cái cây mai đó giờ giá khoảng nhiêu anh ruột? Cây mai đó giờ giá cỡ 60 triệu. 60 triệu hả? Một cây này nó là lạ, cái bộ rễ gì mà nó đâm nhánh ra luôn ha. Nó ngã ra đại bù cặn hết. Cảm ơn ruột nha. Rồi, chúc anh mua mai bán đắt nha. Rồi, trung bình mấy cây bông giấy này từ 2 đến 4 triệu cái gì. Wow. Nó phối nhiều màu sắc đẹp. Thấy hình lung linh ha. Cây bông giấy này bông giấy gì đẹp quá vậy. Mà lá nhuyễn. Bông nhắn thọ, nhắn chậu luôn, nhắn heo đất rồi nói gì, đầy đủ chưa? Với bông nhắn thọ, này thấy ít cúc mâm xôi như vậy, có mấy chậu để thằng nhỏ, sôi của anh hả? Chủ đó là hả? Này ôm bán cho khách ha anh ruột. Cho quay chia sẻ chút nha. Dạ đó chủ là hả? Ông là giám đốc hả? Này sửa chuẩn bị chuyển giao khách hả vậy em trai? Em trai chúng mình chậu vậy cúc sôi vậy nhưng chậu em trai? 200 chậu anh. 200 hả? Wow. Này chậu lớn hay chậu nhỏ? Chậu này chậu gì? Hả? Chậu lớn 800. Qua ngoài cái nó cái ngày Tết gì rồi ha. Dạ. Ngày Tết thì qua một ngày gì luôn. Ừ. Rồi cảm ơn nha, chúc mua mai bán đất nha. Mày quay gì anh? Dạ kênh Trung Tình TV lên YouTube. YouTube tên gì? À, Trung Tình TV. Trung Tình TV. Ừ. Sáng giờ không có mấy người quay. Năm nay anh được bên đài truyền hình rồi. Ừ. Vì giờ năm nay mới tập kết đây hả chứ năm trước bán dưới cái bên kiều hả? Chỗ nào? Vì sao? Như năm nay mới tập kết lên đường này phải không? Đường Tây mà Tây Nam Bộ đó phải không? Ừ. Giờ tập trung ở đây là hết trơn luôn hả? Nãy được kiếm sáng giờ vòng chỉ xuống dưới này. Rồi cảm ơn nha. Ở đây cũng có cái biệt phủ đẹp quá vậy. Nhà giữ nhà thật chứ. Mai mini gì vậy? Chân trong nhà là để chân trên bàn đồ quá đẹp nha. Cho quay chia sẻ chút nha anh ruột ơi. Không. Quýt này cái quýt gì? Quýt tiêu anh. Quýt tiêu hả? Bán gì nhiêu chậu vậy anh ruột? Cây nhỏ vậy. Nhỏ bự hả? 1,5 triệu cây. Rồi, tùng trung bình giá nhiêu vậy? Trung bình thì 8-900. Dạ. Rồi bên bông đó có ai vậy? Kìa, qua bông gì vậy ta? Bữa em vô khuôn này. Wow. Nó hành chữ tài ha. Là được phải được mấy trái? Hai lọc bên kia luôn. Wow. Cái này có hai trái, trái tròn với trái ốc khuôn. Không trái ha. Trên kia có hai chữ tài mà nó chưa đầy. Chưa đầy không ha? Wow. Cái này mà để chân tết trước cửa cái ha. Mà trong nhà nhà cũng gọn ha. Nhà thì mấy nhà mới cấp mà lại gì đó, ta phái chân kia trái bưởi thôi. Nó vừa mà giống trái bưởi là lọc á. Ừ. Anh có bán nhiều đây là hả? Wow. Bán cũng hết mớ rồi. Vậy sao? Dạ. Ừ. Hôm nay giờ bán nhiêu đây rồi xài qua Tết được ha. Rồi cảm ơn con nó bông gì quá bự cây đó gì quên rồi. Cúc sừng sò cái cúc ờ cái gì. Ồ quá bự đây bà hỏi anh ruột bánh coi. Rồi cảm ơn em chúng mua mai bán đắt nha. Rồi cảm ơn. Ồ mai gì vậy? Mai cây chỗ bông hoa cũng điệu chân gì. Quá trời đẹp. Nó qua này của anh hả anh ruột? Qua hả?
qua cúc này quá bự bây giờ, chậu quá trời chậu cúc là Ninh Giang rồi nè. Wow, Ninh Giang chắc cái tên quá. Qua cúc gì đây, quá trời chậu luôn bây giờ. 800k. Wow, 800k, 800 ngàn một chậu gì quá trời bự. Wow, nhiều loại cúc quá, mình khi mà nhiều loại bông quá mình không hiểu hết luôn vậy. Mình mới qua mình cũng không có chuyên về bông hoa nó, mình cũng quay một hai đại khái rồi mình nói lên với Phật giá, xin giá cho quý vị tham khảo rồi trong cái Tết này nha. Săn sóc ha anh ruột, bên ban săn sóc ha. Ở đây cũng có nhiều loại hoa nữa vậy, vô mà hỏi chủ anh trai đó cây nhật giá cả cho quý vị tham khảo Tết hôm nay nha. Rồi qua là có giá không? Anh trai này qua có em trai. Bán mướn anh ơi. Bán mướn hả? Mướn cho vợ cái gì? Wow, này mấy giờ chậu mâm xôi đẹp quá. Rồi, anh trai này bán cũng nhiều, rất nhiều lô qua nha quý vị. Chủ đâu rồi, bà chủ đâu rồi? Bà chủ đi kinh kiện rồi. Kinh kiện rồi hả? Nè, không gài bán được không trai? Đấy, xuống đây gài à. Ủa, xuống đây tập kết hôm nay, sao tập kết như này, sao mà xuống đây thuốc như này vậy? Dữ vậy? Hôm nay mở cái ấy mới đó. Mở cái gì? Mở cái bờ kè sông mới đó. Wow, rất nhiều rồi, cuối tuần rồi, người dân xuống đây tập trung ở đây chơi đông không? Cũng đông đông rồi. Vậy không? Đặng Tết cũng đông đông. Ừ. Chứ mấy ngày thường chắc ít hả? Ừ, xuống đây thấy vắng quá trời vắng mà xuống đây phức. Cảm ơn em trai. Rồi cái đường Tây Nam Bộ xuống dưới này gặp bờ sông này bà con cũng chưa có tập trung nhiều nghe không vậy ơi. Rồi có này mà cái tắc. Xuống đây cũng hơi vắng quý vị. Mấy này cái mài. Rồi mình xuống rồi quay xuống đường qua kiển Tây Nam Bộ vậy. Hôm nay tập kết cái này rất nhiều nha. Đi này khoảng 4:30 vậy. Cái này trống quá, này nắng quá trời nắng vậy. Rồi. Hôm nay sao ngồi bán được không, ngồi trong mát không vậy? Wow, có nhiều loại hoa đẹp quá ha. Mấy cây hoa mai của chị luôn đó hả? Sao? Mai là chỗ sớm hả? Dạ. Này có chị bên đây không nè hả? Dạ. Bông này dạ cúc Đài Loan. Cúc Đài Loan hả? Nó bán gì giờ nhiêu chậu vậy? Dạ 250 một cặp. 250 một chậu ha. Một cặp à, không một cặp. Mà giờ bán cặp không chứ cho đi đâu chứ không có bán lẻ ha. Đúng rồi, lẻ lôi mà. Rồi. Mai đây có vậy luôn ha, mà có chỗ khác. Dạ. Yeah. À, cái này kêu cúc mâm xôi chia ra bà chậu nhỏ ha. Cúc bi cô. Cúc bi cô rồi hả? Dạ. Ô, sao nhiều loại dữ vậy? Nhiều giống vậy. Trời ơi bắp cải nè hả? Dạ. Rồi. Cho nó lạ phải không? Dạ. Rồi, nhà trồng hết luôn á. Nhà trồng hết nè. Dạ. Vậy là năm nay là bán qua Tết là lời gọn luôn rồi. Có nón sao đẹp dữ vậy, nó đẹp mà cái nón là tự chế gì? Dạ không, cái này mua. Vậy sao? Dạ. Rồi cảm ơn nha, chúc mua mai bán đắt nha. Rồi chứ quay lên chia sẻ rồi. Có xem lên kênh Trung Tình TV xem luôn. Kênh Trung Tình TV. Rồi tên xa không anh gọi Tết xem cho vui. Rồi cảm ơn gái luôn. Rồi. Có mấy cây mai này chỗ sớm rồi vậy. Rồi mình di chuyển dài trên phía trước nha. Hôm nay bà con cũng nhờ người bán cũng thấy chân mỗi một chủ là một số ít rồi bây giờ. Chị này cũng bán để chậu rồi, cũng nhỏ nhỏ còn gọn rồi cho chân trong nhà. Này bông nhãn thọ. Đa số là mấy cái chậu mini, chậu bông mini nhiều nha. Rồi, này tưới cho nó mát ha. Nở. Wow. Với
chiều phải xịt cho bà con tôi vô. Rồi cái này cái con sôi này hôm nay bán nhiêu cặp chị? 300 hả? Không nhiêu? 200 hả? Có hay ghẻ. Ừ, để anh em quay lên chia sẻ cho bà con xem ở đây biết tập kết bán như này để mua bốt, không biết năm nay tôi biết chứ năm trước là tôi quay ở cái hơn mà hỏi vòng vòng nãy giờ đi đồng vòng luôn á, bây giờ tập kết xuống đây không biết. Ở nhà làm. Ừ. Bán lâu quá trời, bán đang bán mà đầu. Dạ. Yeah. Vậy hay đó, mình giờ đi giờ xuống đây người ta không biết nè, này xuống này nó vắng quá trời. Ok, đây để em quay chia sẻ cho bà con cho biết cái dưới này. Dạ, 90 ngàn cặp. Đó, 90 ngàn cặp. Rồi, đẹp lắm á. Bông như thọ này, bông này nè, bông đẹp nè, đẹp hơn mấy cái chỗ nãy nè. Bông này nở nó đều hơn nè. Rồi, chúc anh chị mua vay bán đất nha. Dạ. Rồi để giới thiệu cho xuống đường Tây Nam Bộ, xuống đây ai mua bông hoa thì xuống đây mua và tập kết đây rất nhiều luôn, các tỉnh ở đây tập trung đây là full lò bà kẻ cho người. Rồi cái gì? Cái nào? Bông giấy hả? Bao bông giấy mà giờ cho nó đem cục điện hả? Rồi đúng rồi, cái này đến chiếc cổng nhà rồi hai cây cái đó hai bên đẹp lắm nè. Wow, con giấy. Ừ, cái này duyên cây đó nhiêu vậy? 2 triệu hả? Có cây nó không có cặp hả? Bị đem lên có cây. Ờ, có yêu cầu rồi ai thêm cây nữa có luôn ha. Rồi. Rồi có cái ai có mua con giấy đó mình giờ mình để trước cổng nhà, có cổng nhà đó bò hai bên rất đẹp nha, làm cái đó cái giấy Rồi xong còn ở trên nó làm cái tàn dầu á, tại vì em làm nó chưa hoàn thiện. Không có tàn dầu, cái đúng cái cây này là cho nó bò, nó có cái cổng là bò ngang qua đẹp lắm. Tại nó có cái dáng bò nè. Tàn dầu thì nó hơi ấy, nó chậm. Đúng rồi đó. Rồi cảm ơn chị nghe. Wow. Rồi giấc chiều này cũng hơi mát rồi, bà con cũng làm việc làm đi làm về cái đầu đi mua hoa kiển về chân Tết nè quý vị ơi. Xuống này trống quá, cũng hơi nắng quý vị. Rồi có mấy cây đu vàng là đẹp quá quý vị. Này mua 2 chậu về để trước cửa nhà. Quá đẹp. Rồi mua hoa kiển gì đâu đây cô chú ơi, đu đủ này của con gái không gái? Đủ này như bán nha, như cặp hay gì á, cây em gái? Một cây là 1 triệu. Cây 1 triệu, 2 cây thì 2 triệu. Ừ. Chỉ có 4 cây tưới. Wow. Rồi bà con ở Cần Thơ này muốn cần hai đu đủ hoa kiển gì xuống đường Tây Nam Bộ nha. Em gái này có 4 cây à, đi xuống mua sớm đi để trễ quá là bà con mua hết nha. Rồi cảm ơn em gái nha. À, này bò có lúa là gì trưng bày lúa gì nữa đây, cái gì này chắc có quảng bá gì lúa gạo gì nữa đây, cái giống gì đây, giống lúa gì nó về. Ô năm nay rồi chơi ta chơi qua kiểu, hôm nay chơi giống lúa ha. Quay chia sẻ chút nha em trai. Rồi cái này quảng cáo giống lúa hay gì? Lúa giống này giống gì vậy? 5451 hả? Wow, có 5451 này mà nó trúng chứ không anh trai? Trúng hả? Nó công thực phán dương tấn mấy? Không gần, em trồng lúa kiển thôi. Dạ hả? Ủa cái này là chơi lúa vậy, chơi kiển hả? Dạ đúng rồi. Wow trời ơi dữ vậy. Rồi cảm ơn ông trai nha. Rồi. Rồi tới cái đoạn này như bà qua kiển đồ chân nhiều nè cái gì à, hôm nay qua là chơi qua chậu nhỏ không hả chú? Dạ qua chậu nhỏ. Dạ cái này của chú hả chú? Dạ. Dạ cho con hỏi về cái giá hoa bông chậu hoa này được không chú? Này hoa gì chú? Này hồng hả? Không phải hả? Hồng không? Không phải, đất thường. Cái gì? Bông này như chậu hả chú? Này
120 hả? Đúng không? Nhỏ mà có vỏ ha. Bông sao lưng chú cũng thứ một là mà tại nó màu khác hả? Ờ, có nhiều màu ha, qua đây màu trắng màu tím ha. Đây là cắt tường hả? Wow, hồi nãy giờ mới cạy ra phải không? À, con cắt tường quá đẹp. Dạ. Rồi, nó sẽ mấy chỗ cắt mình đi vô vậy. Chồng nhỏ nhỏ. Rồi mình cũng đi quay, mình cũng hỏi về một vài loại hoa lạ lạ, hoặc là hai nữa là hỏi giá mấy cái hoa lạ lạ cho quý vị biết nha, mình không có hỏi hết được nha. Tại vì bà con á, khi mình hỏi thì người ta đang buôn bán á, thì mình cũng không có hỏi hết từ món được nha. Tại mình cũng hỏi một hai món mà cập nhật cho bà con xem thôi, những cây bông hoa kiển nào lạ lạ cho bà con biết thôi nha. Lạ thì mình nghe chứ mà bà con biết có lạ không á thì mình không biết được nha. Hoa con nhân thọ đẹp quá, chậu bự không nha. Con nhân thọ này như chậu vậy em gái, như cặp vậy. Dạ chào cô. Rồi cặp 120 ha. Dạ cho em xin quay rồi chia sẻ đến bà con xem, bà con xuống ủng hộ quay cho cô. Đi, dạ. Quay bé đi. Rồi giới thiệu bé này luôn ha. Giới thiệu. Ừ. Rồi có người yêu. Rồi có người yêu chưa con gái? Dạ rồi. Gì hả? Rồi hả? Tính chưa giới thiệu, quay lên chia sẻ giới thiệu cho. Dạ. Kiếm người yêu đẹp trai. Dạ. Rồi bông giấy này, bông giấy gì con gái? Bông giấy kêu bông giấy gì? Dạ bông giấy cẩm thạch. Này cẩm thạch. Dạ này bông giấy chợ lắc Bến Tre. Chợ lắc Bến Tre. Rồi nó như chậu vậy con gái. Dạ tùy bông sai thì nó sẽ tầm giá từ 500 tới 1 triệu. Rồi. 450 cũng có. Ừ. Còn hàng bình thường bông tàn như thế này thì 150. Rồi bông tàn nó nhiều thì có giá hơn ha. Rồi, có trong bự là có giá khoảng 1 triệu hả? Dạ không, cái này thì nó rẻ hơn. Rẻ hơn hả? Ồ. Bông sai thì cái gốc. Gốc nó đẹp ha. Đúng rồi, còn cái này thì tầm 300. Ừ. 250-300. Rồi thôi chúc em mua mai bán đắt nha. Năm mới dễ. Rồi. Rồi. Rồi có xem lên kênh Trung Tịnh TV xem luôn. Dạ. Rồi lên xem và cho like rồi nhấn chuông ủng hộ luôn nha gái. Ồ, ở đây bên nhãn thọ gì vậy? Tưới nước bơm nghe ép gì vậy? Trời ơi, đội nón tính anh trai nào không chứ? Con trai hả? À, chậu bông nhân thọ với nhân cặp hả chị? Bằng giá bán hả? À. Bán là cũng đồng giá chứ ha. Rồi, đây cũng bông mồng gà thôi chứ. Rồi, bán bên đây ăn trước nè. Bán vàng bông giấy quá nhiều. Giấy bông sai gì vậy? Món này thấy bông trầu nhỏ nhỏ chứ nó có giá như vậy. Còn mấy chậu lớn nó rẻ hơn nha. Mà bông này sao mà đâu có ghép được đâu, mà có gì nhiều màu, trắng hai màu trắng với hồng. Rồi, màu sắc nhiều quá, thấy lung linh quá vậy. Rồi mình đây mình quay ở đây giỏi nắng quá, cái người chủ kiếm chỗ mát ngồi rồi. Mình không có cập nhật giá cả hết cho quý vị xem được. Rồi, không vô ông chủ thì không vô, ông nằm ở trong cái góc mát chỗ rồi. Nắng quá hả? Ủa mấy cái cây đó cái gì mà cọc nó chân chân được? Người tắt hả? Vậy hả, chưa có bung ra hả? Người tắt này của ai? Bên kia hả, chứ không phải của anh hả? Cái giống gì, bung nguyên mâm gì vậy? Cái đó, bây giờ anh bán sao vậy anh ruột? Bây giờ cây đang có giá cho tôi khoảng 200 à. Cái cây hả? 200 một cây. Nó bò hay là đứng, cây Nam Mỹ thì giống dưa Nam Mỹ rồi, tôi giờ chưa biết nữa. Đứng, cây đứng hả? Nó cao như cây cà chua vậy hả? Chứ không phải nó bò hả? Không. Wow.
Rồi cái ruột nó màu gì? Màu vàng. Màu vàng hả? Wow, thường bán 1 kg vậy như nó ra cho ra thị trường á. Trái á, 200.000. Trái 200.000 trái hả? À, 1 kg hả? Rồi cái cây giống rồi còn riêng cây giống nữa. Cây giống là bán hộp hay là bán ra cây nó lên rồi? Bán cây. Cây hả? Cái mình được cái đó mình hộp mình ương như giống hạt dưa kia hay là sao? Ương hạt cũng được, nó ương hạt thì nó lâu mà cách nhanh này thì chiết. Rồi mình chiết cái hai mình chiết nó cái cây nó bự rồi chiết ra phải không? Đâu đâu anh giới thiệu vô anh vô chỉ rồi cái trái dừa nó làm sao đâu. Cái giống này giống mới ha, cái giờ thị trường giờ nó có trồng nhiều chưa anh ruột? Đó đã có mấy năm nay rồi cũng ông bạn mấy năm trước ông có bán trái nữa mà. Vâng. Vào là trái dừa vua Nam Mỹ à quý vị ơi. Là thường khoảng là mấy trái 1 ký anh ruột? Khoảng 4 trái. Khoảng 4 trái 1 ký ha. Vâng. Còn loại trái dừa màu vàng đó, trái dừa màu vàng khoảng 6 7 trái 1 ký. Dạ. Rồi cái này là ra 1 ký là 200.000, cây giống là anh chiết lên là khoảng gan không? Cây có trái 2 gan à. Khoảng 2 gan là bán 200.000 rồi hả? Wow. Cây giống là giờ đặt hàng mới có hay là sao anh? Đặt hàng mới có. Rồi, như anh cây giống chạy cây giống ở đâu? Khách Đông. Ừ. Xe đét. Ờ này xe đét ha. Rồi wow. Rồi cái giống lúa này cứ như mình trưng bày làm kiển hay là để cho người dân ta bán trồng. Bán. Ừ? Bán. Bán này trưng kiển hả? Ừ, bán như ta trưng kiển chứ. Wow. Bây giờ bán được cho festival người ta cũng mua nhiều quá. Dạ, giống lúa nãy đem vô vậy, lúa tím hả? Lúa tím nguồn gốc Nhật Bản. Ồ, nguồn gốc Nhật Bản ha. Ồ, oh, cây độc không nha. Rồi cảm ơn nha, chúc mừng ông Đắc nha. Chúc mừng mới ăn Tết vui vẻ nha. Hôm nay anh bán cũng giống độc vậy. Dưa Nam Mỹ rồi lúa giống lúa tím nè. Rồi, mình tiến vào phía trước mình hỏi mấy cái chọc tắt mà coi bán này giá nhiêu nha. Tắt này của anh hả anh ruột? À, cho em chia sẻ một chút nha. Tắt này chúng mình giờ bán giờ phải ra bao nhiêu chậu vậy anh ruột? Tắt này một chậu 300. 300 ha. Tắt này nó mấy cái chậu này nhỏ thì bán ha. Không như. 700. Rồi 700 ha. Rồi trái xài hàng kiểu luôn ha. Đó chứ nhiều. Bảy trăm một cặp hả, một cây? Một cây 700 ha. Rồi. Rồi chúc anh mua ngoài bán đất nha. Rồi một cây sai hoàng trái luôn ha, vậy trái đều cây chứ. Bà con này tập kết bông qua kiển đồ xuống đường Tây sông Hậu rồi rất thoáng hay gì đây. Để cho người dân có mua đậu xe này kia đi nó cũng thoải mái nữa. Rồi, ngoài hai bên đường Tây sông Hậu và bên kia cũng trưng bày qua trưng kiển cũng rất nhiều ha. Cây mai tăng thơm một quán trái dư nắng ở đâu ngồi giữa mà nắng bán luôn vậy đó hả? Dạ. Không che cái kết thì lên cho mát mát bán. Dạ, mới lên đầu. Dạ, dạ đâu lên đây mới lên bông rồi chị? Ở cá cui luôn hả? Dạ. Mấy năm trước chị có bán đây không? Dạ, bán ở đâu, tập kết đây hay bán ở đâu? Bán ở đây. Vậy sao? Mà năm nay tập kết ở đây nhiều ha. Dạ. Mấy bông bông gà vậy giờ nhiêu chậu chị? Cái này 90. 90 ha. 90 một cặp. Một cặp ha. Một gà cái bông gà gì? À, hả? Là đuôi cá. Đuôi cá ha, người bên đây. Cá. À, cũng đuôi cá luôn hả? Màu cái màu đỏ với màu vàng ha. Dạ. Wow, mà nhãn thọ giờ nhiêu chậu chị? Nhãn thọ 70 ngàn.
mấy chục ngàn cặp hả? Bên này cao thì 100. Rồi, con này bự ha, bự hàng trăm ha. Rồi. Này giá hôm nay cũng rẻ ha, mà con cũng dễ mua. Rồi. Ngày mai cũng chị luôn hả? Không, mai bên kia ha. Rồi. Rồi cái này chiều rồi nào nắng rồi ngồi thấy bán cái bộ cực quá vậy. Rồi. Bán này vậy là ngồi mà nắng suốt luôn rồi. Rồi chúc mua chị mua bán đắt nha. Dạ. Rồi có xem lên kênh Trung Tình TV xem luôn. Dạ Tết này xem cho vui. Hai bà con bán rồi nắng không có ra che cái kết vậy chứ. Kết chỗ mát. Đây có mài cái bộ góc đẹp quá vậy. Ra hình thù con vật cái vậy. Wow, cái này cây mai vậy gốc quá bự. À, này có bồ đế. Cây cũng hơi cao, cái thân cũng hơi cao vậy. À, ở đây cũng có cái cây khế quá trời giờ khủng luôn cái gì. Wow, cái này cây khế bây giờ gốc quá trời gốc cả vậy. Cái này không biết mấy. Rồi mình cập nhật qua kiển ở đường Tây Nam Bộ của cái găng thành phố Cần Thơ. Bữa nay tập kết xuống dưới này rất đông quá vậy, các tỉnh luôn nha. Thôi mình quay tới đây, mình xin phép kết thúc video. Cả nhà xem có thú vị vui thì nhớ cho mình xin một like và một lượt chia sẻ và nhấn chuông để thông báo ra video mới cho cả nhà xem. Cả nhà nhớ ủng hộ giúp mình để có động lực ra video mới cho nó hoàn hảo hơn và chất lượng hơn gửi đến cho quý vị xem. Rồi, hẹn cả nhà gặp lại video sau.